Em xin chào cô và các bạn, sau đây em xin thuyết trình về virus viêm gan B. Cơ bản về virus viêm gan B. Virus viêm gan B hay còn gọi là HBV là một loại virus gây bệnh viêm gan có nguồn gốc từ máu và các chất tiếp xúc cơ bản như các chất nhầy của da và dịch nhầy màu trắng ở mắt, mũi, miệng. HPV có khả năng sống sót ngoài cơ thể trong một thời gian dài và lây lan qua đường máu và tình dục, các bộ phận khác như da và niêm mạc. Viêm gan B là một vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới và gây tử vong hàng năm. Virus viêm gan B thuộc họ Hepatitis B với hình thể có kích thước khoảng 27 nanomet, vỏ lát xích đối xứng hình khối, vỏ ngoài bao dày khoảng 7 nanomet, vỏ bao tạo cho virus hình cầu có đường kính khoảng 42 nanomet. Về cấu trúc, virus có hình cầu mang AND có hai sợi không khép kín, có trọng lượng phân tử 2 × 10^6 dalton, cấu tạo bởi 3.200 nucleotide. Trên phần cấu trúc có HBCAG và HBEAG, vỏ ngoài bao bọc bởi kháng nguyên, bề mặt là HBSAG. Cấu trúc HBSAG này có thể thay đổi theo nhiều step khác nhau. HBV còn có cấu trúc ADN polymerase. Nhờ cấu trúc này, HBV tổng hợp đầy đủ ADN hai sợi không khép kín ở những tế bào. AND tích hợp vào nhiễm sắc thể của tế bào gan một phần, còn một phần tự do làm khuôn mẫu tổng hợp mRNA. Dựa vào mRNA này, các protein được tổng hợp và các phần khiếm khuyết của ADN virus cũng được tổng hợp. Phần ADN khiếm khuyết này được dùng làm khuôn mẫu để tổng hợp nên các sợi bổ sung remnon. Về cấu tạo kháng nguyên và khả năng gây bệnh, HBV có 3 loại kháng nguyên chính, đó chính là HBSAG, HBCAG và HBEAG. HBSAG giúp cho virus bám vào tế bào gan, HBCAG thì chỉ tồn tại trong tế bào gan và không tìm được trong máu của người nhiễm bệnh. HBEAG có thể tìm thấy trong máu của người bệnh nhân. HBV thì bị bất hoại trong 100 độ C trên 5 phút. HBSAG ở âm 20 độ C tồn tại được 20 năm. HBV tồn tại với ethyl 20% natri doxocitrate ở 50 độ C 30 phút, không bất hoại virus. Về khả năng gây bệnh, virus viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan tiếp tục nhân lên và gây tổn thương nghiêm trọng đến tế bào gan. Virus viêm gan huyết thanh gây bệnh trong người ở mọi lứa tuổi, lây truyền bởi đường máu qua nhiều phương thức như truyền máu, tiêm chích, tình dục, mẹ truyền sang con, và bệnh này không truyền qua đường tiêu hóa. Thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh đó chính là từ 50 ngày đến 90 ngày, có thể từ 30 ngày đến 120 ngày. Bên cạnh lâm sàng thường cấp tính như không tạo ra dịch mà chỉ tản mạn với sốt, vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, bệnh có thể trở nên mãn tính từ 5 đến 10%. Tỷ lệ tử vong trong giai đoạn cấp tính là 1%, nhưng tai biến lâu dài là xơ gan hay ung thư gan. Cách mà sức đề kháng của chúng ta phản ứng với lại virus viêm gan B. Hệ miễn dịch của chúng ta phản ứng bằng cách tạo ra các kháng thể nhằm tiếp xúc với lại virus và tiêu diệt virus viêm gan B. Tế bào tự tử trong gan cũng tham gia vào quá trình tiêu diệt virus, giúp hạn chế viêm gan và lọc virus khỏi cơ thể. Nhưng tự tế bào gan có khả năng nhận biết và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus viêm gan B, giúp
tránh sự lây lan của virus. Em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Em xin cảm ơn.